Gordon. Flossie. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 6 tháng 2, 2014, tức mùng 7 Tết Giáp Ngọ. Trà My kính chào quý vị. Người dân không kỳ vọng Việt Nam cải thiện sau kiểm điểm nhân quyền UPR. Philippines so sánh đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc với Đức Quốc xã. Cảnh báo chủng cúm gia cầm mới. Đó là một số tin đáng chú ý. Ngay sau đây là bản tin chi tiết. Buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam đã diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva từ 2 giờ rưỡi tới 6 giờ chiều ngày 5 tháng 2 giờ địa phương. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc mở đầu bản báo cáo dài hơn 20 trang của Phái đoàn Chính phủ Việt Nam tại buổi kiểm điểm UPR rằng Chính phủ Việt Nam đã tăng đôi các nỗ lực thực thi các chính sách nhân quyền, kể cả những khuyến nghị được Hà Nội chấp thuận từ đợt UPR lần trước vào năm 2009. Đây là kỳ UPR thứ nhì của Việt Nam, nhưng lại là lần đầu tiên Hà Nội báo cáo thành tích nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong tư cách là thành viên của Hội đồng, nhiệm kỳ 2014-2016. Phiên kiểm điểm UPR diễn ra giữa các vi phạm nhân quyền khốc liệt tại Việt Nam, theo đánh giá của giới bảo vệ nhân quyền quốc tế. Với số người chỉ trích nhà nước bị bắt giam ngày càng tăng, những vụ đàn áp thô bạo các sinh hoạt cổ suý dân chủ nhân quyền trong nước ngày một leo thang, cùng các quy định siết chặt hơn quyền tự do ngôn luận và tự do Internet. Kỳ UPR 4 năm một lần được xem là quan trọng đối với Hà Nội và được quốc tế đặc biệt chú ý trong bối cảnh thực trạng nhân quyền Việt Nam đang bị cộng đồng thế giới lên án gay gắt. Người dân Việt Nam đón nhận sự kiện quan trọng và đáng chú ý này như thế nào? Anh Lê Bảo từ Sài Gòn. Trước giờ mình đã quen tâm tới cái việc mà Việt Nam thực thi nhân quyền ở Việt Nam rồi, không phải là chờ tới cái UPR này. Tuy nhiên thì cái UPR này là nó có thể nó là một cái bước ngoặt để mà đánh giá Việt Nam ở cái trường quốc tế luôn. Cho nên không chỉ riêng đảo mà sẽ có nhiều người quan tâm tới cái vấn đề này. Việt Nam mình, thứ nhất là mình mới vừa gia nhập cái Hội đồng Nhân quyền của Thế giới. Có những cái luồng dư luận là cho rằng Việt Nam mình tham gia Hội đồng Nhân quyền chủ yếu là để rút đi cái sự chỉ trích chứ không phải là để cải thiện nhân quyền. Một phần nữa là trước đến giờ cái tình trạng mà vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam mình rất là dày đặc. Mặc dù là những cái quyền đó đều được ghi và đảm bảo ở trong hiến pháp, nhưng mà cái việc vi phạm đó thì rất là công khai. Bản thân mình á thì mình hiện tại vẫn quan tâm tới nhất là cái quyền mà tự do ngôn luận, đó là cái vấn đề tiên quyết để mà Việt Nam mình hội nhập, để mà Việt Nam mình khá hơn được ở trong tương lai. Lâm Nguyễn, một thanh niên tại thủ đô Hà Nội nói, trong số các vấn đề nhân quyền nổi cộm của Việt Nam, anh quan tâm tới tình trạng tù nhân lương tâm và quyền đất đai của nông dân bị tước đoạt. Tuy nhiên anh không hy vọng UPR sẽ giúp tạo ra những chuyển biến tích cực tại Việt Nam. Em không hy vọng gì đâu. Thế là nếu họ muốn cải thiện thì đã có đủ thừa thời gian để cải thiện rồi. Thế là em nghĩ thì họ sẽ thay đổi được. Thực sự trong đất nước thì không từng hiện nay thì họ vẫn đang làm cái điều mà trái những lời họ đang nói. Có chỉ là những lời nói thôi, còn những hành động thì em xem hàng ngày trên tất cả mọi nơi trong cuộc sống thì nó vẫn diễn ra như thế. Nó không thay đổi gì cả. Thực ra mọi thứ đã tồi tệ đi rất là nhiều. Kinh tế, vấn đề nhân quyền, mọi thứ thì cảm thấy rất tồi tệ đi. Ngọc Cầm, một cư dân miền Bắc cho biết cô không lưu tâm tới sự kiện UPR vì không nghĩ nó có tác dụng rõ rệt. Không có quan tâm đến sự kiện này lắm, bởi vì thấy nó cũng không mang lại ý nghĩa gì nhiều. Một bạn trẻ tên Tâm ở Trà Vinh nói, dù anh có quan tâm tới báo cáo UPR, nhưng rất sợ chia sẻ cảm nghĩ về vấn đề nhân quyền nhạy cảm ở Việt Nam. Có nghe, có biết, thì nói chung là tình hình hay khác từ từ, nó cải thiện từ từ. Chung người dân ai cũng quan tâm cái này nó không được. Kiểm điểm nhân quyền phổ quát trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là một phần trong quy trình UPR, cơ chế được thành lập từ năm 2006 nhằm đánh giá thành tích nhân quyền của tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, tạo cơ hội cho các quốc gia cải thiện nhân quyền dựa trên những khuyến nghị của thế giới. Trong kỳ kiểm điểm đầu tiên năm 2009, Hà Nội đã bác bỏ nhiều đề nghị cải thiện về tự do báo chí, tự do ngôn luận, vốn là những quan tâm chính đối với bức tranh nhân quyền Việt Nam lâu nay. Trong số này có khuyến nghị bảo đảm cho người bị giam giữ tiếp cận với đại diện pháp lý, bớt áp dụng luật an ninh để hạn chế dân thảo luận về dân chủ đa đảng hay chỉ trích chính phủ, hoặc cho phép truyền thông tư nhân độc lập. Trong bài báo cáo tại Liên Hiệp Quốc lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nói rằng những khuyến nghị bị Hà Nội bác trong lần UPR trước là do không tương ứng với các điều kiện ở Việt Nam. Ông Ngọc nói, tuy vậy nhà nước Việt Nam vẫn nghiên cứu nghiêm túc các khuyến nghị đó về khả năng thực thi.
Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới, thì ngay cả một số khuyến nghị Hà Nội đã chấp thuận liên quan đến tôn trọng quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân cũng không được cải thiện. Mà bằng chứng là kể từ GDPR lần trước tới nay, chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các ngòi bút, các blogger biểu đạt tư tưởng độc lập, các nhà hoạt động và các nhà bảo vệ nhân quyền trong nước. Ngược lại, Hà Nội nói nhân quyền Việt Nam không ngừng được cải tiến và nâng cao. Tham dự buổi báo cáo GDPR của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ngày 5 tháng 2 có các bạn trẻ đại diện một số tổ chức dân sự độc lập từ Việt Nam. Chúng tôi có cuộc trao đổi với blogger Trịnh Hữu Long, một luật sư nhân quyền từ Việt Nam, trong lúc cuộc họp bước qua phần khuyến nghị và bình luận của các nước đối với thành tích nhân quyền của Hà Nội. Anh Long cho biết. Mỹ, Anh, Phần Lan, Thụy Điển, Ba Lan, Hungary và một số nước khác đưa ra một số các chất vấn và các cái kiến nghị rất là cụ thể và rất là xác đáng về nhân quyền Việt Nam. Tôi nhận thấy là trong đấy có một số chất vấn, thứ nhất là liên quan đến quyền tự do ngôn luận, là các nước chất vấn Việt Nam là đàn áp những người thực thi quyền tự do ngôn luận, bắt giam những người này, đàn áp bắt giam những người này một cách rất là trái pháp luật. Và thứ hai là ấy, là cái tình trạng là các cái án tử hình Việt Nam, các cái tội tội phạm có án tử hình Việt Nam rất là cao. Mặc dù là phái đoàn Việt Nam đã báo cáo là họ đã giảm là các cái tội có hình phạt tử hình từ 44 tội năm 1985 xuống còn 22 tội trong cái bộ luật hình sự năm 2019. Cho nên là mà các nước vẫn rất là quan ngại về cái số án tử hình Việt Nam được thực thi trên thực tế. Thứ ba đấy là các nước quan ngại về cái việc là Việt Nam giam giữ các cái tù nhân lương tâm, và Mỹ và một số nước khác thì có đặt vấn đề do thực hành của nhân tài, họ có nêu đích danh một số người, ví dụ như là sư Phú Hiệp, Vũ và sư Lê Quốc Quân, blogger Điếu Cày hoặc là doanh nhân Trần Minh Thúy Thức. Thứ tư là họ yêu cầu Việt Nam xem xét lại hệ thống pháp luật Việt Nam và sửa đổi các cái điều luật vi phạm nhân quyền, những cái điều luật về chuẩn nhân quyền quốc tế, ví dụ như là các cái tội phạm trong chương an ninh quốc gia của người sự Việt Nam vốn là hình sự hóa các cái hoạt động biểu đạt các hoạt động con người, và họ có nêu đích một vài các cái chúng ta đã rất là quen thuộc với nhân điều 258 của lịch sử về việc là lợi các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền ích của tổ chức cá nhân của nhà nước, và là điều 79 về tội hoạt động nhằm tổ chức quyền dân, hoặc là điều 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước mà dân Việt Nam. Một số điều luật như vậy đã được nêu trực tiếp tại tại phiên điều trần. Bên cạnh đó thì các nước cũng yêu cầu Việt Nam phải khẩn trương thực thi cái cam kết quốc tế về việc là đảm bảo quyền tự do học, tự do thông tin, tự do tôn giáo, và chấm dứt các hoạt động sách nhiễu những cái những người mà được thực hiện các quyền con người của họ. Vâng. Đấy là cái điểm chính mà chúng tôi có thể liệt kê là cho. Vâng, trong số các khuyến nghị đó thì mình biết đây là một cuộc chất vấn, thì có lẽ là có cái phần hồi đáp, hỏi rồi phần đáp, thì không biết là phía Việt Nam hồi đáp trước những cái quan tâm đó như thế nào? Các cái phản hồi này nó mang tính chất khá là chung chung và mang tính chất là tìm bỏ đủ mọi lý lẽ để biện minh cho cái thành tích nhân quyền Việt Nam mà chúng ta đều biết thực tế là nó không sửa gì. Ví dụ như là đại diện của truyền thông Việt Nam nói rằng là Việt Nam hoàn toàn không có kiểm duyệt báo chí, hoàn toàn không có kiểm duyệt Internet. Nghị định 72 của Việt Nam hoàn toàn không đặt ra một hạn chế nào đối với tự do ngôn luận, và họ cũng nói rằng là Việt Nam có 3 triệu bloggers thể hiện chính kiến của họ một cách hoàn toàn tự do trên mạng Internet, chẳng hạn như vậy. Và đại diện Bộ Công an thì cũng có nói rằng là Việt Nam đã thực thi tốt các cái cam kết quốc tế về việc đảm bảo các quyền lợi cho người bị giam giữ. Tuy nhiên thực tế chúng ta cũng thấy là qua cái vụ việc của luật sư Lê Quốc Quân, chúng ta đều biết rằng ấy là luật sư Lê Quốc Quân hoàn toàn không nhận được trợ giúp pháp lý nào trong cái quá trình mà anh ấy đang trong quá trình mà anh ấy thực hiện cái quyền kháng án của mình, mà anh ấy hoàn toàn độc lập, tự phải lo lấy cái hồ sơ kháng cáo bản án sơ thẩm của mình. Và đại diện Bộ Tư pháp thì cũng có nói rằng là họ đã có một thông tin khá thú vị là đại diện Bộ Tư pháp nói rằng họ sẽ đưa cái bộ luật hình sự sửa đổi vào cái nghị trình sửa đổi sắp tới của Quốc hội, và trong đó thì họ nói rằng họ sẽ xem xét giảm một số các cái tội án tử hình, tuy nhiên sẽ giữ lại các cái tội mang tính chất là nghiêm trọng, mang tính chất là mang tính chất là man dợ, và cả các cái tội mà xâm phạm đến cái sự tồn vong của nhà nước.
Thì ở đây chúng ta có thể ngay đến là điều 79 là cái điều mà hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, là cái tội mà có án tử hình và một số tội khác liên quan đến nhà nước, thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ là quan điểm của nhà nước Việt Nam như thế nào. Tự do ngôn luận là một trong những cái điểm mà quốc tế lưu tâm nhiều nhất khi nói tới nhân quyền Việt Nam. Thì không biết là phía Việt Nam lần này có đưa ra những cái hứa hẹn nào liên quan tới việc cải thiện tự do ngôn luận hay không? Vì đợt trước trong năm 2009 đó, thì các khuyến nghị liên quan tới tự do ngôn luận, tự do báo chí như là mở rộng cho báo chí tư nhân, báo chí độc lập đã bị chính phủ Việt Nam khước từ. Thì lần này mình có thấy có sự hứa hẹn nào không đối với lĩnh vực tự do ngôn luận ạ? Tại cái thời điểm mà cái hành cuộc phỏng vấn này đang được diễn ra ấy, thì cái phiên chất vấn nó chưa đến cái phần là Việt Nam tuyên bố đồng ý hay là không đồng ý với các cái khuyến nghị của các nước, mà cái việc này chỉ có thể diễn ra trong vòng ít nhất là 48 giờ sau cái phiên chất vấn UPR, sau phiên UPR ngày hôm nay. Thì sau đấy thì chúng ta mới biết được là Việt Nam có đồng ý hay không đồng ý, và hiện tại họ chưa đưa ra một cái hứa hẹn nào về cái việc cải thiện nhân quyền cả. Tổng thống Philippines so sánh đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc với Đức Quốc xã. Tổng thống Philippines Benigno Aquino lên tiếng kêu gọi thế giới ủng hộ Manila chống lại những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn với báo New York Times ngày 4 tháng 2, ông Aquino so sánh những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông với việc Đức Quốc xã trước Thế chiến thứ hai đã chiếm vùng đất Sudetenland của Tiệp Khắc trước sự phó mặc của phương Tây. Ông Aquino cam đoan chính phủ của ông quyết tâm sẽ không đưa ra những nhượng bộ như vậy. New York Times mô tả những nhận xét của ông Aquino là sự bày tỏ lo ngại mạnh mẽ nhất từ trước tới nay từ giới lãnh đạo châu Á về sự tăng cường quân sự và tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Aquino cũng nói ông lạc quan rằng Philippines và Mỹ đang tiến rất gần đến một thỏa thuận tăng cường an ninh cho Philippines vốn bị trì hoãn bấy lâu. Trong một diễn biến khác, hãng tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Tư đăng tải bài xã luận đã kích những phát biểu của Tổng thống Philippines trên New York Times. Tân Hoa Xã nói phát biểu của ông Aquino phơi bày bản chất thật của một chính trị gia amateur không biết gì về lịch sử và hiện thực. Bài xã luận cáo buộc ông Aquino đạp đổ cơ hội cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc với Philippines, ngay cả sau khi Trung Quốc đã đạt được đồng thuận quan trọng với các nước trong khu vực. Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg ngày 5 tháng 2 tuyên bố Trung Quốc hung hăng theo đuổi yêu sách lãnh thổ sẽ là động lực để Philippines sớm đồng ý với thỏa thuận an ninh cho phép sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở nước này. Thỏa thuận được công bố từ nhiều năm trước và tiến triển khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Philippines vào tháng 12 năm ngoái. Đại sứ Goldberg cho biết vòng đàm phán gần đây đã được thực hiện ở Washington và các nhà đàm phán đang đạt được tiến bộ, mặc dù còn có những vấn đề cần được giải quyết. Ông không nói rõ những vấn đề đó là gì. Khi được hỏi liệu Mỹ sẽ hưởng ứng lời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ Philippines trong tranh chấp với Trung Quốc hay không, ông Goldberg nói Mỹ ủng hộ Philippines trong tư cách đồng minh và đang làm việc với Manila theo nhiều cách về vấn đề an ninh. Các nhà khoa học cảnh báo về virus cúm gia cầm mới. Các khoa học gia Trung Quốc lên tiếng cảnh báo hôm 5 tháng 2 sau khi một loại virus cúm gia cầm mới H10N8 làm chết một phụ nữ lớn tuổi hồi tháng 12 năm ngoái và làm cho một người khác nhiễm bệnh vào tháng trước. Báo cáo trên chuyên sang y khoa The Lancet, các nhà khoa học nói rằng đây là chủng cúm mới thứ 5 xuất hiện trong 17 năm qua, có thể nhiễm mô sâu trong phổi và có thể có những đặc điểm cho phép nó lây lan hữu hiệu giữa người với người. Cảnh báo được đưa ra sau khi phân tích mẫu virus lấy từ một người phụ nữ 73 tuổi, tử vong ở thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây phía đông nam Trung Quốc. Các nhà chức trách Trung Quốc công bố cái chết của bà do H10N8 vào ngày 18. Chương trình radio video của VOA trên voatiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera qua kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Nhân dịp đầu năm mới, Trà My và toàn ban Việt ngữ xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin giờ này ngày mai.